À, chào bà con đang xem kênh là TK. Hôm nay Phụng có về ba cây khí gân, hai cây nguyệt quế, lá chung bông chùm, một cây bông giấy và một số phôi trang mẫu đơn lá nhỏ nha bà con, đủ màu. Xin giao lưu cùng bà con ạ. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn nha bà con. Địa chỉ của Phụng là ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long ạ. À, chúc bà con dồi dào sức khỏe ạ. À, vô cây số 1 nha bà con, cái này là cây nguyệt quế nha bà con. Nguyệt quế lá chung bông chùm á. Này nó cũng đang sống khỏe rồi bà con. Bà con về tháo ăn keo là vô chậu rồi nha bà con. Này Phụng bao sống cho 2 tháng và bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Nguyệt quế lá chung bông chùm, nguyệt quế này hoa thơm lắm bà con ơi. Dạ xin đo thông số. Chiều cao của nó là 90. Này mấy mặt cắt này thành đá cho nha bà con. Đế hơi nôm nôm cũng dễ thương lắm. Hoành đo vị trí này là 27. Rồi mã số màu này Phụng Zalo là 1 triệu 200 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 2 ạ. À. Dạ cũng là cây nguyệt quế lá chung mông chùm luôn. Cây này đế nở lắm mà con này. Chiều cao của nó là 56. Này đang năm bột, bột sống khỏe luôn này. Hoành đo theo vị trí này là 40. Đấy rất nở đó bà con. Dạ mã số 2 này Phụng giao lưu cũng là 1 triệu 400 ngàn. Dạ bao ship nha bà con. Dạ xin phép đổi cây. Dạ tiếp theo là khế, qua khế nha bà con, cái này là khế găng nha bà con, khế găng trái chua trái chùm á. Nhiều khi Phụng ship đi nhiều khi nó rụng lá một hai tược, nhưng mà đâm tược khác lại bình thường nha bà con. Dạ xin đo thông số á. Chiều cao của nó là 60. Nó càng già thì nó càng nu nằng gân guốc luôn nha bà con. U cục cục kìa. Hoành theo vị trí này là 30. Rồi mã số 3 Phụng giao lưu là 1 triệu 200 ngàn. Dạ khí găng á. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 4 luôn. Chiều cao của nó là 68. Cây này nó cũng lắc lắc, cái dáng cũng có duyên đó bà con ơi. Dạ. Dạ nó mới có găng guốc gì nè. Hoành đo theo vị trí này 33. Càng u cục hết đây. Rồi mã số 4 này Phụng Zalo là 1 triệu 200 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 5. Cây này nhỏ nhìn cũng có duyên lắm nha bà con. Bà con mua một hai cây khế về trồng ở trước cửa nhà là nó có trái rồi bà con ăn cũng được nha bà con. Này nó chua ăn được. Dạ chiều cao của nó là 42. Mình đo vị trí này nha bà con, vị trí này là 20. Rồi mã số 5 này Phụng Zalo 700 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 6 này Phụng qua mẫu đơn bông trang đó nha bà con. Cái này là lá nhỏ, trang xưa của mình á. Cái này là màu vàng. Bà con về thay chậu mới vô là trồng là có bông tới luôn nha bà con. Chiều cao của nó là 19. Già lắm bà con ơi.
Nó gân gân thân cây chưa? Hoành đo theo vị trí này là 18. Rồi mã số 6 này Phụng giao lưu 600 ngàn. Màu vàng nha bà con. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 7, cái này là màu đỏ. Hết biết nó đẹp luôn bà con, nó lùng mà có viên, cái tàn nó tròn mà cái đế nó quá nở luôn nè. Đế đẹp á. Chiều cao của nó là 18. Tán ngang nó là 20. Hoành đo theo vị trí này là 16. Mọc cũ luôn nha bà con. Rồi mã số 7 này Phụng giao lưu 900 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 8. Cái này là màu cam nha bà con. Chiều cao của nó là 18. Tán ngang của nó là 25. Giờ đo tổng cái hoành thân đó nha bà con. Cái này là nó một ấy đó, nó mà nó hai ba thân cũng như một bụi đó. Rồi hoành đo theo vị trí này là 28. Rồi mã số 9 này Phụng giao lưu 600 ngàn. Dạ mã số 9 nha bà con. Dạ xin phép đổi cày. Tiếp theo là mã số 8 nha bà con. Dạ bà con cứ chốt theo mã số nha bà con. Ngay là một cốt mà hai tược, cái này nó hai tược nó có cỡ liền nhau nha bà con. Chiều cao của nó là 18. Tán ngang của nó là 24. Dạ màu cam á. Hoành đo tổng nó là được 20. Rồi mã số 8 này Phụng giao lưu cũng 600 ngàn luôn. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 10. Chiều cao của nó là 20. Vô chậu gọn gọn mini để bàn văn công đẹp lắm nha bà con. Hoành đo theo vị trí này là 12. Rồi mã số 10 Phụng giao lưu 500 ngàn. Dạ xin phép lại cây. Tiếp theo là mã số 11. Này là màu đỏ. Chiều cao của nó 25. Tán ngang 25 luôn. Này đế lực lắm mà con ơi, cộng cộng nè. Này hoành đo theo vị trí này là 20. Rồi mã số 11 này Phụng giao lưu 900 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 12. Cái này là màu tím sen. Cái này dán không có nhìn ngoài dễ thương. Chiều cao của nó là 28. Tán ngang là 26. Hoành đo theo vị trí này là 13. Rồi mã số 12 dạ giao lưu là 600 ngàn. Màu tím then á. Dạ xin phép đổi cây. Dạ tiếp theo mã số 13. Cái này là màu vàng. Chiều cao của nó 20. Tán ngang cũng 20 luôn. Đấy nó cũng hiểu quá nhìn trên. Hoành đo theo vị trí này là 15. Rồi mã số 13 Phụng giao lưu 700 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 14. Này cũng là màu cam. Này là trang xưa lá nhỏ của mình nha bà con. Chiều cao của nó là 33.
Tán ngang là 30. Hoành đôi theo vị trí này là 14. Rồi, mã số 14 phụng giao lưu 800 ngàn. Dạ bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 15. Cái này là màu vàng. Nó siêu bông lắm bà con ơi. Chiều cao của nó là 24. Tăng ngang của nó là 24 luôn. Hoành đôi theo vị trí này là 20. Rồi mã số 15 phụng giao lưu 800 ngàn. Số điện thoại của phụng là 0939 866 039. Số đó là số giao lưu luôn nha bà con. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 16. Này là quá lùng. Nó lùng nó còn dễ thương lắm nha bà con. Không ấy như. Chiều cao của nó 15. Đá ngang của nó là 30. Một cốt mà nó lùng nha bà con, nó một cốt. Hoành đo theo vị trí này là 27. Rồi mã số 16 này phụng giao lưu là 1 triệu. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 17, này màu đỏ. Chiều cao 19. Tán ngang 20. Màu đỏ nhìn cũng quá già luôn. Hoành đo theo vị trí này là 18. Rồi mã số 17 phụng giao lưu 900 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 18. Cái này là màu phấn nha bà con. Mà khi đi phụng rút chậu ra hết luôn rồi bà con. Chiều cao của nó là 33. Tán ngang của nó là 22. Quỳnh đó theo vị trí này là 12. Rồi mã số 18 phụng giao lưu 600 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 19. Cũng là cây này, cây hồng phấn luôn. Chậm lớn lắm bà con ơi. Chiều cao của nó là 36. Tán ngang của nó là 30. Nụ ra chi chích nha. Hoành đo theo vị trí này là 16. Rồi mã số 19 này phụng giao lưu 500 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số ạ. Theo mã số luôn nha bà con. Dạ cái này là mã số 20 á. Dạ mã số 20. Chiều cao của nó là 44. Tán ngang của nó là 35. Cây này thoát thân có duyên lắm nha bà con. Mình đo theo vị trí này là 10. Rồi mã số 20 giao lưu 700 ngàn. Dạ xin phép đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 21. Này là màu đỏ luôn.
chiều cao của nó là 22, tán ngang của nó là 26. Hoành đo theo vị trí này là 20. Rồi mã số 21, dạ giao lưu 900.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 22. Này là màu vàng nha bà con. Chiều cao của nó là 23. Tán ngang của nó là 28. Nhìn một ấy luôn đẹp bà con ơi. Hoành đo theo vị trí này là 19. Rồi mã số 22 phụng giao lưu 900.000. Dạ xin phép đổi cây. Là mã số 23. Đó, cây này nó có duyên ở trên được cái tàn đó nha bà con. Rồi khó khăn. Chiều cao của nó là 73. Tán ngang của nó là 46. Hoành đo theo vị trí là này là 10. Rồi mã số 23 này phụng giao lưu 900.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 24. Dạ cái này là màu cà rốt nha bà con. Màu cà rốt á. Chiều cao của nó là 54. Tán ngang của nó là 59. Cây này đế nở lắm bà con ơi. Nhìn có duyên cái đế đó. Dạ cây dữ lắm luôn. Hoành đo theo vị trí này là 15. Rồi mã số 24 phụng giao lưu 800.000. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 25. Cái này là bông giấy nha bà con, giấy Mỹ mình á. Nó có hoa nó màu gì nè. Chiều cao nó 45. Tán ngang của nó là 30. Rồi mã số 25 này phụng giao lưu 500.000. Cái này là hoa giấy nha bà con. Mà mã số 25 này là mã số cuối clip của Phụng ngày hôm nay đó bà con ơi. Cuối clip bà Phụng xin chúc bà con ngày mới sức khỏe dồi dào, mọi sự chuyện dạng sự như ý nha bà con. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039. Số đó là số Zalo luôn nha bà con. Dạ hết rồi bà con ơi. Chào bà con, hẹn bà con gặp lại clip sau. Dạ xin chào.